gặp lại người tình một thuở của diễn viên Việt Trinh. Hơn chục năm trước, Trần Văn Dao nổi như cồn không chỉ với vai trò một siêu lừa, mà còn là người tình của diễn viên nổi tiếng Việt Trinh. Bị tòa sơ thẩm kết án tử hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi được cấp phúc thẩm giảm xuống tù chung thân. Con đường danh lợi của Dao vỡ tan tành. Siêu lừa khoác áo doanh nhân. 18 tuổi, Trần Văn Dao sinh năm 70 quê Đà Nẵng, rời quê hương Đà Nẵng vào Nam theo học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với bao nhiêu hoài bão đẹp. Từ chất thông minh năng động, dám nghĩ dám làm, ngay khi còn là sinh viên, Dao đã trở thành cộng tác viên tích cực cho một văn phòng tư vấn luật. Tiền lương và thưởng từ việc làm thêm đủ để một sinh viên ngoại tỉnh như Dao theo học một cách dư dả. Nhưng rồi, quá ham hố chạy theo ma lực đồng tiền, Trần Văn Dao đã tự đánh mất mình. Ngay từ ngày đó, tuy chỉ là cộng tác viên, nhưng bằng sự giảo hoạt, ma mãnh của mình, Dao đã thuyết phục được lãnh đạo nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội ký với anh ta một hợp đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, bán đất làm nhà cho 289 hộ công nhân trong nhà máy, với giá trị hợp đồng lên tới 12,4 tỷ đồng. Thấy giá trị hợp đồng quá béo bở, vượt quá tầm của một cộng tác viên văn phòng tư vấn luật, năm 90, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Dao đã đứng lên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương để hợp pháp hóa tư cách pháp nhân của mình. Với vai trò giám đốc công ty Đông Phương, Dao bắt đầu thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo. Con mồi đầu tiên mà Dao nhắm tới là đội ngũ gần 300 công nhân của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội. Một mặt, Dao hứa hẹn với lãnh đạo nhà máy về việc xây dựng hạ tầng bằng cách gửi thông báo đến nhà máy nội dung tiến trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Một mặt, Dao cho photocopy hàng trăm bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ma, trong đó có ghi tên họ đầy đủ của mỗi hộ công nhân để trấn an 300 công nhân trong công ty. Chính vì thế, dù dự án mới chỉ hình thành trên giấy, Dao đã chiếm đoạt của 300 công nhân nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội hơn 10 tỷ đồng, số tiền mà những người lao động phải tích góp, vay mượn cả đời mới có được. Chưa dừng lại ở đó, Dao còn làm xiếc với một nền đất trên giấy, nhưng lại bán cho 2-3 người, khiến cho số nạn nhân của anh ta không dừng lại con số 300 mà gấp lên nhiều lần. Chưa hết, công ty Đông Phương của Dao đã mua bán 12 dự án nhà, nhưng ngoài công trình hợp pháp với Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các dự án còn lại đều chưa hoàn thành, có dự án thậm chí còn chưa xin được đất nhưng vẫn được Dao bán lại cho rất nhiều người. Số tiền bán đất trên giấy lên tới vài chục tỷ đồng và hàng ngàn cây vàng. Trần Văn Dao dùng một phần để chạy dự án từ nhiều cơ quan chức năng, làm cơ sở pháp lý để tiếp tục đi lừa thiên hạ. Còn lại phần lớn nguồn tiền bất chính Dao dùng để sắm nhà lầu xe hơi và dùng để bao các chân dài kiều nữ. Là một tư bản mới nổi lại trẻ trung phong độ, Trần Văn Dao hiện lên như một đại gia hào nhoáng và đầy sức hút. Thực hư mối tình kiều nữ đại gia. Trong số những kiều nữ của Trần Văn Dao có nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng một thời, Việt Trinh. Những đạo diễn trong làng giải trí và giới diễn viên ở Thành phố Hồ Chí Minh thời đó, hầu như ai cũng biết mối quan hệ của Trần Văn Dao với Việt Trinh. Trước thời điểm Trần Văn Dao bị bắt, người ta thường thấy Dao dùng chiếc xe hơi sang trọng của mình đưa đón Việt Trinh ở phim trường. Trần Văn Dao bị bắt khẩn cấp vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi doanh nhân thành đạt này đang du hí trên xe hộp hạng sang cùng với người đẹp Việt Trinh. Những người chứng kiến sự việc kể lại, khi cán bộ điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp và còng tay Dao trước mặt Việt Trinh, vị giám đốc siêu lừa còn cho rằng mình bị bắt nhầm, rồi đòi gọi điện thoại cho một cán bộ cấp cao để nhờ sự giúp đỡ. Còn Việt Trinh khi phải chứng kiến thời khắc đó đã vội vã, hoảng hốt mở cửa xe ô tô và tháo chạy. Vụ án lừa đảo ở công ty Đông Phương vỡ lở, nữ diễn viên Việt Trinh cũng bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ về sự liên quan của cô với bị can Trần Văn Dao. Tại cơ quan điều tra, Việt Trinh khẳng định cô ta hoàn toàn không liên quan đến Trần Văn Dao, phủ nhận cả mối quan hệ tình cảm giữa hai người và cho rằng mình cũng là nạn nhân bị Dao lừa đảo trong việc mua bán đất đai. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Văn Dao mức án tử hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dao kháng cáo xin giảm án và được Tòa án Nhân dân tối cao chấp nhận giảm xuống mức án tù chung thân. Sóng gió đã lùi xa. Thành án, Trần Văn Dao về cải tạo tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Trong thời gian đầu mới về trại Xuân Lộc, đang quen lên xe xuống ngựa, tiêu tiền như nước, giờ phải vào tù, Dao bị sốc nặng, có lúc lại rơi vào trạng thái hoang tưởng, suốt ngày chỉ say mê thuyết trình về sự kỳ diệu của môn hóa học. Nhưng khi nhắc đến Việt Trinh và mối tình quá khứ, thì Dao lại tỏ ra rất tỉnh táo. Anh ta oán trách cô người tình cũ đã thẳng tay phụ bạc anh ta sau khi Dao ngã ngựa. Còn Việt Trinh, mặc cho nữ diễn viên này đã tốn rất nhiều nước mắt và lời lẽ giải thích,
nhưng dư luận và các dự án điện ảnh cũng quay mặt với cô. Cô buộc phải rút lui khỏi màn bạc một thời gian dài. 10 năm phục trôi sau cánh cửa trại giam đã giúp Trần Phan Giao nhận ra sai lầm của mình và nỗ lực cải tạo tốt để hy vọng sớm có ngày mãn hạn. Còn Phi Trinh cũng đã dần lấy lại hình ảnh của mình trong làng giải trí, trong lòng mọi người. Cô giờ đây là một bà mẹ đơn thân ăn chay làm từ thiện. Hy vọng rằng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương, giúp cho cả Trần Phan Giao và Việt Trinh lấy lại thanh thản, bình yên cho tâm hồn của mình sau những giông bão cuộc đời.